Xin kính chào quý vị, sáng sớm nay ngày 18 tháng 8 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 40 mm, như là tại Tả Lèng, Lai Châu là 46,2 mm, La Văn Tần, Lào Cai là 77 mm, và đặc biệt đó là tại Minh Sơn, Hà Giang, lượng mưa lên tới là 95,2 mm. Dưới ảnh hưởng của rãnh áp thấp trong hôm nay và ngày mai 19 tháng 8, Bắc Bộ sẽ có mưa dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho đến 100 mm và có nơi là còn trên 150 mm. Từ ngày 20 tháng 8 thì mưa sẽ giảm dần. Trong khi đó, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh, khu vực Tây Nguyên cùng với Nam Bộ chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi là trên 50 mm. Sang ngày mai thì mưa còn gia tăng với lượng mưa phổ biến là từ 30 cho tới 60 mm và có nơi là trên 100 mm. Mưa tại các tỉnh phía Nam sẽ còn kéo dài đến ngày 22 tháng 8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt là tại tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, nguy cơ sạt lở và lũ quét đang ở mức rất cao. Ngoài ra, quý khán giả cũng cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thành phố Hồ Chí Minh sáng vào trưa nay cho đến đầu giờ chiều vẫn còn tạnh giáo và còn nắng gián đoạn, với nền nhiệt không quá 32 cho tới 33 độ. Đến chiều và tối thì mưa dông sẽ kéo đến, vì vậy mà người dân thành phố cần phải đề phòng ngập úng cục bộ có thể xảy ra vào giờ tan tầm. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng có mưa, nhưng khả năng là rơi vào cuối ngày. Còn trưa nay thì trời vẫn có nắng với mức nhiệt vào khoảng 35 cho tới 36 độ. Trời không nắng gắt như ngày hôm qua nhưng khá là oi bức. Trong khi đó thì nắng nóng đang chảy dài suốt dải đất miền Trung từ Thanh Hóa xuống đến Ninh Thuận. Cũng chung xu thế này, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn trong tình trạng không mưa, nóng từ sáng sớm đến chiều muộn với nền nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 37 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trong chiều và đêm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.